Xin chào quý anh chị khách hàng. Chào mừng mọi người tiếp tục quay trở lại cùng em Kiên Sofa. Hôm nay thì em sẽ tiếp tục bàn giao cùng với mọi người một bộ bàn ghế ăn được sản xuất từ chất liệu gỗ óc chó nhập khẩu. Một cái bộ bàn ăn rất cao cấp và có giá trị cũng rất là cao. Bộ này thì có cái ngân sách đầu tư khoảng gần 100 triệu đồng. Bộ bàn ghế ăn sẽ bao gồm có 8 ghế ngồi. Đây mọi người có thể thấy là hai bên, mỗi bên 8 ghế. Và cái phần mặt của ghế ăn sẽ được sử dụng chất liệu gỗ óc chó nhập khẩu luôn. Đây là một cái phần mặt ghế có một cái chất liệu mà sau này mọi người sử dụng nó sẽ rất là mát mẻ này, nó rất là thoáng này và cảm giác nó sẽ rất là cao cấp. Nó sẽ theo em Kiên đánh giá thì nó sẽ xịn hơn mặt đệm một chút xíu. Rồi kết hợp với một phần bàn ăn được làm với một cái cấu trúc cũng rất là to bản dày dặn với cái hệ mặt bàn này. Mọi người có thể thấy là được làm khá là vuông vắn đây. Đó, vuông vắn và có rất là nhiều những cái đường vát cách điệu. Đó, mọi người thấy những cái đường bo cong không? Rất là đẹp luôn. Ở bên dưới thì một cái hệ chân phải gọi là to khủng khiếp luôn. Rất là to, rất là dày bản. Và cái hệ chân này sẽ là gỗ đặc toàn phần luôn. Sẽ được ghép từ những cái thanh gỗ óc chó có bản rất là dày. Phần chân đế cũng vậy, rất là dày dặn và chắc chắn. Kết nối với nó sẽ là một cái phần bệ ở giữa, mọi người thấy không? Đó, cái phần bệ này thì cũng làm từ những cái tấm gỗ óc chó có cái bản dày lớn nhất lên tới 5 phân. Rất là dày dặn và cực kỳ chắc chắn. Nói chung là về kết cấu của cái phần bàn ăn này thì em Kiên đánh giá đây là một trong những mẫu bàn ăn mà em đang sản xuất có cái kết cấu hoành tráng nhất này, chắc khối nhất này và cực kỳ là bề thế. Đó, thì đó là thông tin của bàn ăn. Tiếp theo mình sẽ có một cái thông tin rất thú vị và cực kỳ chi tiết liên quan đến ghế ăn. Mọi người có thể thấy đây là một cái dáng ghế này. Một cái dáng ghế mà nó như thế nào nè. Nó khá là khác so với những cái mẫu ghế mà em đã từng giới thiệu với mọi người. Mẫu này thì nó sẽ có cái phần mặt này. Mọi người thấy không? Nó sẽ cong dần về hai phía. Nó sẽ cong dần hai phía thì nó sẽ có một cái tác dụng. Khi mà mọi người ngồi lên này. Đó, khi mọi người ngồi lên thì cái phần sau nó sẽ ngả lớn hơn cái phần trước. Và nó sẽ tựa trực tiếp vào cái phần lưng này. Đó, lưng được bo cong. Đó. Em mô tả thì chắc là mọi người cũng hiểu được phần nào cái sự cố gắng của nhà sản xuất khi mà đưa ra những cái tinh chỉnh làm thế nào để cho cái chiếc ghế ăn nó có một cái dáng ngồi công thái học nhất có thể. Đây, đó, nó ôm trọn vẹn toàn phần lưng luôn. Và khi mọi người ngồi như thế này thì rất là thoải mái luôn. Trong những bữa cơm gia đình kéo dài khoảng một vài chục phút thì nó sẽ không hề gây khó chịu, nó sẽ rất là thoải mái. Thậm chí mọi người hoàn toàn có thể ngồi thư giãn ở đây luôn. Và cái phần mặt ghế này thì ngồi nó sẽ tuy là cứng thôi nhưng mà nó sẽ rất là thoáng, mát mẻ và cảm giác nó sẽ rất là vững. Đó, nó sẽ cực kỳ là vững. Đó, rồi ok. Thêm nữa thì có rất là nhiều những cái đường trang trí trên cái mẫu ghế ăn này. Ví dụ như là những cái hệ chân cong vát này, nó sẽ cong rất là vát sang tất cả các bên. Thì nó vừa tạo ra sự cách điệu, vừa tạo ra mình một cái kết cấu nó giống như những cái chiếc cửa kiềng nhiều chân vậy. Nó choãi ra như thế này. Đó, nó rất là chắc khối, rất là chắc chắn. Và thêm những cái đường cong. Đó, mọi người thấy không? Rất là nhiều những cái đường cong. Hoặc là đường cong của tựa lưng đây. Đường cong ôm vào lưng đây. Đó, đường cong từ mặt trước, mặt sau. Rất là nhiều những cái vị trí mà tạo ra rất là nhiều những cái đường cong mềm mại. Phải nói đây là một trong những cái mẫu ghế mà sẽ rất là phù hợp với những bác mà thích những cái dáng vẻ lịch sự, những cái thiết kế hiện đại nhưng mà phải mang một chút cái hơi hướng là mềm mại và tinh tế lịch sự. Rồi, về cơ bản thì mẫu bàn ăn cũng có những cái hạng mục như vậy. Và khách hàng của em thì ở rất là xa, khách hàng của em ở tận trong thành phố Hồ Chí Minh thôi. Nhưng mà chắc là anh cũng vì cái điều kiện thời gian này, vì cái khoảng cách địa lý mà chưa chắc đã qua trực tiếp để nghiệm thu được những cái phần mộc thô cơ bản như thế này, thì em cũng sẽ xin phép thực hiện video để gửi đến anh khách hàng cũng như là tất cả mọi người một cái video chân thực giúp cho mọi người hình dung được là một bộ sản phẩm bàn ghế ăn nói riêng và những sản phẩm nội thất nói chung thì em Kiên sẽ thực hiện sản xuất và bàn giao như thế nào ngay từ phần mộc thô. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã dành thời gian theo dõi video và hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp.